độc đạo. Tuyết ăn năn hối hận, đồng ý dụ Dũng Kính tới cho Hồng. Hồng bị quân già truy sát, biết mình không phải là đối thủ của Tiến Tia. Hồng liền nghĩ đến Dũng Kính, muốn mượn tay Dũng Kính đấu lại quân già. Đó chính là lý do Hồng tìm đến Tuyết, vì chỉ có Tuyết mới khiến Dũng Kính tự rơi vào cái bẫy của Hồng. Một khi tính mạng Dũng Kính đã nằm trong tay Hồng, thì chuyện thương lượng là điều ắt sẽ xảy ra. Liệu rồi Hồng sẽ làm gì để Dũng Kính đồng ý giúp mình? Đó là những nội dung chính của video ngày hôm nay. Sao rồi? Thằng Khương nó có nói cho em biết chỗ ở của thằng bé không? Tuyết gật đầu. Có ạ, nhưng có điều chỗ đấy hơi xa. Dũng Kính cười khẩy nói. Xa, nhưng được việc là được. Em làm tốt lắm. Ngoan, ở nhà chờ anh về nhé. Tuyết liền nắm tay Dũng nói. Anh cho em đi cùng anh đi. Em là phụ nữ, dễ nói chuyện với thằng bé hơn. Biết đâu nó lại chịu đi cùng em. Như thế các anh đỡ bị mọi người chú ý. Dũng Kính thấy Tuyết nói có lý liền nói. Cũng được, lên xe đi. Trên đường đi Dũng Kính liên tục hỏi Tuyết. Sắp đến chưa? Sao xa thế? Tuyết liền nói. Cứ đi đi, sắp đến rồi. Tuyết đưa Dũng Kính đến một ngôi nhà hoang. Dũng Kính liền hỏi. Thằng bé đâu? Tuyết run sợ nói. Chắc nó đang trong nhà. Dũng Kính cùng vài tên đàn em của mình vừa bước vào trong đã bị Khương Liều đánh cho ra bã. Dũng Kính hoảng loạn lùi lại nói. Con khốn, mày dám lừa tao à? Dũng Kính vùng tay để đánh Tuyết. Khương Liều hét lên. Tao thách mày đánh Tuyết ấy. Tao hóa vàng mày luôn. Thằng bốn mắt. Dũng Kính biết mình không phải là đối thủ của Khương Liều, định tìm cách chuồn, nhưng vừa chạy ra đến cổng đã bị Hồng chặn đường. Dũng Kính hốt hoảng nói. Hóa ra là âm mưu của mày. Mày muốn gì? Hồng cười khẩy nói. Chả muốn gì cả, chỉ muốn nói chuyện với ông thôi. Dũng Kính tức giận nói. Nói chuyện mà phải dụ tao tới tận đây à? Tao chả có chuyện gì để nói với mày hết. Hồng trầm tĩnh nói. Một là vào nhà nói chuyện, hai là về. Nhưng có lành lặn hay không thì tôi không dám chắc. Hồng nói rồi bỏ vào trong. Dũng Kính nhìn thấy Khương Liều vác gậy tiến lại gần mình thì hoảng sợ, vội chạy theo Hồng. Khi chỉ còn hai người, Dũng Kính liền nói. Sao mày lại giúp cô ta? Thằng bé đó rốt cuộc nó là con của anh Quân hay của thằng khác? Hồng mỉm cười nói. Cái này tôi cũng không chắc. Nó là con của ai? Đến cả cô Diễm còn không biết nữa là tôi. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, nếu nó là con của Quân già thì ông và chị gái của ông tòi đấy. Dũng Kính cười khẩy. Mày định dọa ai? Cứ cho nó là con của anh Quân đi. Nhưng ngoài nó ra, anh Quân vẫn còn một thằng con nữa, tên là Quang Anh, là con trai của anh ấy, cũng là con của chị Ánh. Chẳng lẽ anh ấy lại vì một thằng con hoang mà phụ bạc vợ con sao? Hồng cười nhạt nói. Biết đâu được đấy. Nếu tôi là Quân già, tôi sẽ chọn một người phụ nữ đủ thông minh, xinh đẹp và khéo léo như Diễm, thay vì chọn một người phụ nữ nóng tính, nồng cạn như chị gái của ông, đúng không? Dũng Kính hiểu ý Hồng. Hắn liền nói. Mày muốn gì? Hồng đưa cho Dũng Kính một tờ giấy xét nghiệm ADN và nói. Có phải Quân già đang giao nhiệm vụ cho ông thử ADN của ông ta và thằng bé đúng không? Tôi đã chuẩn bị thay ông rồi. Cầm về đưa cho Quân già là xong. Dũng Kính nhìn kết quả, liền nói. Tại sao mày làm được chuyện này? Chuyện này đơn giản mà. Có gì khó đâu. Nếu ông muốn tôi còn có thể khiến ông và tôi có chung huyết thống với nhau cũng được nữa kia. Dũng Kính nhếch môi nói. Mày giỏi lắm. Nhưng tại sao ta lại phải làm việc này? Mày vừa nói nếu thằng bé này là con của anh Quân thì tao sẽ bị đá mày ra chuồng gà sao? Tao không có ngu. Hồng nhìn chăm chăm vào Dũng Kính nói. Đây là nhiệm vụ. Ông không có quyền từ chối. Để tôi phân tích cho ông thấy. Tại sao ông lại nên làm những gì tôi nói nhé. Thứ nhất, đây là việc Quân già giao cho ông. Nếu ông không có kết quả cho ông ta, liệu ông ta có trọng dụng ông, có tin tưởng ông và tha cho ông không? Thứ hai, nếu ông không làm thì cứ bàn bạc lại với thằng em của tôi. Thế nhá. Hồng nói rồi đứng lên đi ra ngoài. Khương Liều cầm côn xông vào, nhìn Dũng Kính như muốn ăn tươi nuốt sống Dũng Kính. Dũng Kính vội vàng nói. Khoan đã, tôi làm. Mau bảo thằng em trai đờ đẫn của ông tránh xa tôi ra. Dũng Kính nói rồi cầm lấy tờ giấy trên bàn, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Đám đàn em của Dũng Kính cũng vội vàng chạy theo Dũng Kính, lái xe rời đi. Nhìn bộ dạng hèn nhát của Dũng Kính, Tuyết càng cảm thấy thất vọng và hối hận vì đã từng trao tình cảm cho một người như hắn. Thấy Tuyết nhìn theo Dũng Kính, Khương nổi máu ghen nói. Sao?
Muốn đi cùng nó à? Vậy thì đi đi, vẫn còn kịp đấy. Tuyết mỉm cười nói. Đâu, em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi. Anh giận đấy à? Khương Liều vênh mặt nói. Ai thèm. Thấy Khương và Tuyết quấn quýt bên nhau, Hồng cũng cảm thấy vui lây. Hồng hỏi Tuyết, thế bây giờ cô định tính sao? Chắc chắn sau khi biết cô bắt tay với tụi tôi, phản bội hắn, hắn sẽ không tha cho cô đâu. Tuyết mỉm cười nói, tôi biết, và tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tôi nợ anh Khương, và tôi tình nguyện làm những chuyện này để chuộc lại lỗi lầm với anh ấy. Tuyết vừa nói vừa nhìn Khương bằng một ánh mắt dày dứt. Khương Liều liền nắm tay Tuyết, mỉm cười nói, ai cần em chuộc lỗi, em chỉ cần ở bên anh thôi, còn lại cứ để anh lo. Một thằng Dũng Kính, chứ 10 thằng bốn mắt như nó anh cũng chấp hết nhá. Tuyết mỉm cười, thật không? Lỡ như đến một ngày anh hối hận vì đã thích em thì sao? Khương Liều đưa tay lên trời nói, anh thề nhá, nếu như thằng Khương Liều này mà phản bội em, anh sẽ bị trời đánh chết, không bao giờ có ngày đấy đâu em ạ. Anh Hồng nhá? Hồng tùm tìm nói, cái gì thì tôi không dám chắc, nhưng cái này thì đúng đấy. Cô cứ tin thằng em tôi một lần đi. Tôi chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc với ai như cô. Có lẽ nó thật lòng muốn cưới cô đấy. Khương Liều vênh mặt nói, đấy, thấy chưa, anh uy tín mà. Nếu anh mà nói điều nhá, anh Hồng anh ấy sẽ tự tay xử lý anh được chưa? Hồng liền nói, thôi, tôi thấy thằng Khương nó nói đúng ấy. Tạm thời cô cứ ở cùng thằng Khương đi, như thế sẽ an toàn cho cô. Mà tôi cũng yên tâm vì cô có người kèm cặp nó. Thế nhá, Hồng nói rồi bỏ đi. Hồng lái xe đến tìm Diễm. Diễm lúc này vô cùng xót ruột. Vừa nhìn thấy Hồng, Diễm đã chạy lại hỏi, sao bây giờ anh mới tới? Anh có biết tôi lo lắng như thế nào không? Hồng vừa đi vừa nói, sao phải lo? Tôi bảo cô cứ bình tĩnh ở nhà chờ rồi cơ mà. Diễm liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, anh bị điên à? Tự nhiên anh bảo tôi nói dối lão ta, rồi bây giờ anh lại bảo tôi chờ đợi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu lão biết tôi lừa lão, lão sẽ giết tôi đấy. Hồng nhìn Diễm lạnh lùng nói, có tôi ở đây, không ai giết được mẹ con cô đâu. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô và cả thằng bé. Vì thế đừng nói gì hết, và hãy làm theo những gì mà tôi nói. Diễm hậm hực nói, nhưng anh phải nói cho tôi biết anh định làm gì đã chứ. Rốt cuộc anh muốn làm gì, và tại sao lại phải làm cho lão ta tin con trai tôi là con của lão? Hồng nhìn thẳng vào mắt Diễm nói, bởi vì đó là con đường duy nhất giúp mẹ con cô thoát khỏi nguy hiểm. Liệu rồi Hồng đã có kế hoạch đối phó với quân già? Quân già có dễ dàng bị qua mặt và mắc bẫy Hồng hay không? Những diễn biến tiếp theo sẽ được chúng tôi tiết lộ trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.